Hello anh em, chào anh em cho đại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái event tuần thứ hai từ khi mà ra mắt Hokage đệ nhất ha anh em. Rồi thì tuần này thì mình cũng đã hoàn thành xong mấy cái chỉ tiêu rồi em ơi. Ví dụ như là cái huyền thoại bên ninja huyền thoại này thì cũng đã đi xong ở bên thằng sạc rồi ha. Lấy được một copy của Hashirama và cũng như là được 1000 mảnh vỡ ấn nè anh em. Đó, thêm một chút cách ra tự nhiên nữa. Rồi mấy cái móc ở bên này thì lấy vừa đủ cuộn anh em ơi. Ngon nghẻ thôi rồi. Cái này quà nó hơi cùi ha anh em, cái này đáng lẽ nó cho thêm cuộn ta mới đúng. Thôi nhưng mà thôi, cỡ này là ok rồi em, nhất là cái quà cuối ha. Rồi qua tuần sau á thì ngày mai anh em 10 giờ ngày mai chúng ta sẽ đến với lại cái tuần 3 của cái event. Nên là qua tuần sau thì mình nghĩ là cái quà hao hao nó cũng sẽ hao hao giống như chơi như vậy ha anh em. Lúc mà anh em nạp liên đờ rồi không biết là nó ở trong cái phần mấy cái phần chiêu mộ này mà nó bỏ thêm mấy cái ấn chú nữa thì nó lại ngon anh em ha. Nhưng mà đằng này nó lại không bỏ anh em ơi, nên là anh em cày cái ấn chú này, ngoài việc nạp ra thì chúng ta phải là đổi mấy cái nhẫn hồn bên này anh em thì nó mới bán cái mấy cái ấn chú này thôi, khá là mắc mỏ. Để coi cửa hàng Dio nó cũng sẽ cửa hàng Dio nó cũng bán ấn chú nè anh em, để mình coi coi. Mua mát hình như là 15.000 Rio chúng ta sẽ được 1.500 mảnh vỡ ấn chú nha anh em, khá là mắc nha, cái này là khá là mắc luôn nha anh em. Nhưng mà đối với lại anh em nông dân thì Rio thì để anh em lấy mấy cái lồng đèn anh em, 375k thì chúng ta sẽ được lồng đèn anh em. Tuần này không tuần này là cũng có tiêu kim cương, cũng có tích tiêu Rio nữa nè. Đó, nên là tuần này anh em có thể xả được hay sao anh em, xả được một ít thôi, nhưng mà mình nghĩ anh em nên tích đi anh em. Rồi tuần này thì ông nào thiếu cái gì thì anh em đổi cái đó nha anh em, đổi tướng khá là ngon. Thì tầm giờ này qua qua họ để mình coi coi, qua vài tuần nữa anh em thì cũng sẽ có đổi ninja SS như thế này, thì cũng nhất sẽ có trong này anh em. Đó, nên là anh em yên tâm ha. Tầm khi nào mà ra tướng mới thì chắc là cụ nhất mới mở cái thông thạo nha anh em, nên là qua tuần sau thì chắc vẫn chưa có thông thạo của cụ nhất đâu. Rồi ok, nhận quà check in đi gì quà này, quà check in huyền thoại những giả nè anh em. Rồi quà đăng nhập ngày rồi các thứ, được thêm một ít cuộn nữa ha anh em. Đó, nói chung là ngày hôm nay là cũng đã hoàn thành nốt xong hết tất cả những cái event từ ngày hôm qua luôn rồi. Ngày hôm nay là vô để mà làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày thôi anh em. Đó, khá là khỏe. Rồi thì đến với lại cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái tiết mục tặng code nữa nha anh em. Cái sự kiện web thức đại Hokage làng lá đó anh em, thì nó tới ngày 27 anh em, ngày 27 tháng 6 thì nó mới kết thúc anh em. Hôm nay là ngày mới ngày thứ 21 thôi. Đó, nên là còn cỡ chừng gần một tuần nữa, nên là chúng ta là cày khỏe luôn nha anh em. Gần một tuần nữa nha, nên là vẫn còn cơ hội để mà anh em sở hữu code. Và cũng như là mình hôm nay là chúng ta sẽ share tiếp code của cái sự kiện web đợt này nha anh em. Đây anh em chuẩn bị đăng nhập vô trong web nhập code nha. Đây nè, code đây. Đó, thì bạn cảm ơn bạn Tuấn Phạm, bạn Văn Niên, bạn Yến Nhi và bạn Hợp Thư. Khoan khoan, còn một bạn nữa anh em, còn một bạn nữa nha, quên để tên rồi, để mình coi coi. Rồi và bạn Thanh Á nha anh em, đây cũng đã share cho anh em rất là nhiều cái code. Ôi code đệ nhất nhiều thế nha ông Tuấn Phạm này anh em. Rồi code đệ nhất chắc cũng phải gần chục cái liên hồi luôn nè anh em, rất là ngon. Code này là code hình hơi bị xịn luôn nha anh em. Đó, anh em đăng nhập vô để mà lượm mấy cái code nha. Code này thì các bạn farm dư ra đó thì share cho mình để mà share cho anh em ở trên kênh anh em. Thì từ đây cho tới hết ngày 27 thì chúng ta vẫn sẽ còn code nha anh em, nên là anh em đăng ký kênh của mình, nhấn chuông để nó thông báo anh em khi nào mà có video tặng code như thế này á thì mình sẽ làm anh em ơi. Rồi ok nha anh em. Đợt này là như là tặng code đợt tới đợt 3 rồi anh em, hôm nay là tặng code đợt 3 rồi. Rồi ok nha. Thì thông báo cho anh em thêm một tin nữa, đó là đang có cái event tặng kẹt cô su nhân kỷ niệm kênh của mình đạt được 50k sub đó nè. Thì anh em vào trong cái video này nè anh em, đây anh em vào trong cái video là mừng kênh đạt 50k sub nè anh em, tặng kẹt cô su nè. Thì anh em vào anh em tham gia nha anh em, đợt này thì tặng 10 cái kẹt cô su 20k lần, nên là anh em có thể vào để mà comment. Anh em comment cái gì cũng được, comment gì cũng được nha anh em. Ở trong video này nè anh em nhớ like rồi anh em vào comment, rồi sau đó thì mình sẽ quay số anh em. Ông nào hơn quay trúng cái comment ông nào thì mình sẽ là để cái link liên hệ, anh em có thể vào để mà liên hệ ha, liên hệ lấy kẹt. Rồi đang có tới 450 mấy bình luận luôn rồi anh em ơi. Thì tầm cái chừng ngày mai anh em, ngày mai mình sẽ chốt và cũng như là quay một cái clip
để mà trao tặng cái kẹt này cho anh em ha. Anh em tầm cỡ chừng trưa mai đi đó, thì mình sẽ trao tặng cái kẹt của su cho anh em luôn. Anh em nhớ theo dõi kênh nha anh em, để mình coi ngày hôm nay ngày thứ tư, ngày mai thứ năm rồi nè. Ok đó, là ổn áp rồi đấy. Rồi, đi song song với lại cái event web thất đại làng lá thì đợt này chúng ta đang có thêm một cái event nữa anh em ơi. Đó là cái event tích nạp. Lần đầu tiên mình thấy một cái event tích nạp đi song song với lại một cái event web luôn á anh em. Đây, event tích nạp đợt này thì nó cũng hao hao giống y chang như là cái event vừa rồi để mà chúng ta nạp lấy cái bảo vật lồng đèn á anh em. Đây, ở chúng ta sẽ có gói 18k, gói 180k và gói 360k. Cái bảo vật đặc biệt đợt này anh em thì nó sẽ có đào xuân và cũng như là cái bảo vật lồng đèn nha anh em. Bảo vật lồng đèn cho chỉ huy. Thì cái link sự kiện thì hầu như bây giờ vào không xem được nha anh em, nên là không có review cho anh em xem được. Tầm ngày mai nó mới có ha anh em. Đó, ngày mai là vừa là có luôn cả cái vừa có luôn cả cái event mới nữa anh em ơi. Đó, chắc tầm trưa mai thì mình sẽ làm bên huyền thoại những giả. Bởi vì ngày mai là chiều ngày mai á, là đã có thông tin về tướng mới ở bên huyền thoại hải tặc rồi. Nên là trưa ngày mai mình sẽ làm bên huyền thoại những giả nha anh em. Và cũng như là sẵn là làm luôn cả cái event mà tặng tặng cốt á. Event tặng cốt á, tặng kẹt cao su đó anh em. Mình sẽ quay số mình làm ở trên kênh đó luôn ha. Đó, nên là anh em chú ý theo dõi nha anh em. Tối nay mình sẽ chốt hạ, anh em nhớ vào anh em đăng ký và cũng như là chơi event nha. Rồi ok, đó là một số cái mà đã phổ biến cho anh em xem rồi, cũng như là có cả tặng cốt rồi các thứ rồi ha. Thì hầu như là tuần này cũng đã xong event rồi, nên là leo thụ hả? Đang tính leo thụ mà thôi anh em ơi. Đây, lý do tại sao thì mình đang vướng ở bãi có 6 con Roxy nha anh em. Đánh thực sự là không lại tụi nó anh em ơi. Thực sự không lại mấy con quỷ Roxy này anh em, đánh rất là đau. Cho là cụ ma vô anh em thổi tụi nó là cũng có chết đó, nhưng mà nó tới gọi là tới 6 con Roxy lượng anh em, rất là khó chịu, chịu thổi tụi nó. 6 con Roxy tổng cộng là 12 mạng anh em. Bây giờ là chỉ có hắc lôi ứng hay là gì đó rồi mới phá được cái nội tại hồi sinh của tụi nó thôi. Tuy cái đám này nó dính CC nhiều anh em, nhưng mà tụi nó vừa hồi sinh lại một cái thôi là tụi nó bị mất cái CC liền à. Rồi thôi xong, nó chỉ có một con thoát nổ ra được thôi nè. Chỉ có một con thoát nổ ra được thôi là chúng ta dính trưởng liền. Hình như là miễn chống cao thì chúng ta có thể né được cái ấn nổ đam này của con Roxy đúng không anh em nhỉ? Ui ôi, thôi rồi. Dư đĩa luôn anh em, một nổ thôi. Chỉ có một nổ thôi là con cho ra của mình bay màu anh em. Phải trưởng thật đó, cỡ này sao chơi anh em. Có 2-3 con CC cứng luôn anh em. Đây cho anh em xem, team của mình tới 3 con CC cứng. Đó là cụ nhất nè, Jiraiya Sanin nè, Darui nè anh em. Mà đánh CC tụi nó cũng không lại luôn ha, rất là khó. Coi làm thêm trận nữa đi anh em, là anh em biết kết quả liền à. Như cái trận hồi nãy anh em, tất cả tụi nó đều dính CC cả anh em. Nhưng mà khi mà tụi nó chết á thì tụi nó sẽ bị tụi nó sẽ xóa hết mấy cái CC khống chế ở trên người anh em, rất là khó chịu. Tuần sau là tuần thứ 3 của con tướng mới rồi anh em ơi. Là tuần 2 tuần nữa là chúng ta sẽ có thông tin về qua tuần sau luôn anh em, cũng có thông tin về vị tướng mới luôn anh em. Đợt này chắc chắn sẽ là tướng hệ thường ha anh em, và cũng như là không biết là ai sẽ ra mắt đây. Tới đó thì chúng ta sẽ cùng xem thử coi, nhiều khi là ra con Killer Bee V2 thiệt anh em nhờ. Má ơi, 4 cái nộ đệ tử. Hay da. Thôi 4 cái nộ của con tứ vĩ cho anh em, nhầm đệ tử. Rồi ok, bye bye luôn à. Hay da, em thấy ghê vô anh em, kinh khủng khiếp. Đứa nào cũng cả tỷ đam. Ui, con hoa hậu này mà cả tỷ đam luôn á, ghê vậy. Nhưng mà bỏ vô vẫn đánh không lại anh em, nên thua anh em ơi. Đợi sức mạnh của vị tướng tiếp theo nè, để lia mấy cái thụ này cho nó ác thí. Ok, để coi là mấy ông này build team đồ các thứ là như thế nào rồi anh em nhờ. Vô coi thử coi, biết là Izuna của mình build lại cái bảo vật cho nó chưa nữa, thấy nó hơi kỳ kỳ. Đó, kích tóc lên liền anh em. Quan trọng nhất là hiện giờ ai mà đang có cái mảnh vỡ ứng chú nhiều nhiều á anh em, sưu tập ngọc đồ các thứ á, thì sẽ mang lại một cái lượng lực chiến là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái chỉ số cho team anh em, nhất là những cái chỉ số tóc cho team. Và cũng như là ông nào mà hên nữa sẽ đạt được mấy cái phẩm của mấy cái ấn anh em, phẩm ngon nữa thì lại càng ngon nữa anh em.
phẩm càng cao, chỉ số càng cao nha anh em. Thay vì 8-9 thì chúng ta có thể lên tới hàng chục đó anh em. Hàng chục đấy, có thể là lên được 10 mấy, 20 mấy hoặc là 30 mấy tóc luôn đó anh em. Rất là nhiều một cái ấn rồi đó nha anh em. Chưa kể là chúng ta có ấn xịn nữa thì chúng ta gắn theo bộ nữa nè. Có nhiều ấn chúng ta gắn theo bộ nữa thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái nội tại kích hoạt của cái bộ đó nè. Rất là ngon. Trời ơi, con chó xa bên kia vừa mới hồi sinh lại bị dính cái chói của cùng nhất. Cái chói đó rất khó chịu nha anh em. Khi tới tên thì nó sẽ có tỷ lệ chói lại luôn anh em. Nhiều khi chúng ta không chơi game được luôn ấy. Này thì ôi, đánh bơ phẹt luôn nè anh em. Không chết ai luôn nè. Vãi chưởng nha. Đúng là tim tóc cao hơn rồi, đánh nó khỏe hơn nhiều luôn á anh em. Nam không cậy két. Ok. Đánh với mấy ông nào gấu cày chay nè. Đánh với là ở đây anh em, team này team bị out meta rồi anh em. Đã sẽ cho anh em xem là cái sự khác biệt giữa team yêu meta out meta với lại team là có meta nha. Một nhảy thôi. Con nào mà không được búp hồi sinh là bay màu anh em đó. Này thì Madara, Izuna nè. Bởi vậy mà nói là cái meta hiện giờ Madara khá là khó được chơi game anh em. Tóc yếu quá. Dam thì vẫn còn mạnh anh em, Dam nó rất là ok. Nhưng mà tóc yếu quá sẽ không được chơi game anh em. Một nhảy một. Đợt này nếu mà ra tướng thì chắc là nó sẽ có các cái bộ skill. Cái thứ nhất là đánh xuyên cả miệng trống. Cái thứ hai nữa là có sẽ có xe Dam đồ các thứ anh em. Xe Dam ra dạng như là nó sẽ giảm toàn team 20% sát thương. Và cũng như là nó sẽ một con bị đánh là cái sát thương đó nó sẽ chia đều cho 6 con nè. Đó vậy như là gọi là xe đam đấy. Thì không biết là khi nào ở bên này có đây nè. Nên là chúng ta chuẩn bị tinh thần về con tướng mới ha. Nếu mà xe đam vậy thì nó có thể bất kể con nào luôn em. Không có nhất thiết chúng ta phải là tướng bảo vệ. Bất kể con nào nó cũng sẽ có. Nhưng mà đợt này mình nghĩ ra tướng bảo vệ rồi. Bởi vì con Darui rồi con hệ lôi gần đây nhất là nó cũng đã bị out luôn rồi anh em. Đợt này hệ lôi bảo vệ là chỉ chắc là chỉ có con QLB V2 thôi chứ là ai. Ây da. Nhiều khi nó lại ra cái con tướng khác nên em chả biết chừng. Ok. Rakage vẫn còn rất là trâu luôn nha anh em. Chịu không nổi. Cá bảy màu. Bận build lại ạt hoài. Bận build lại ạt để cháy nè anh em. Team này là cũng gọi là ok nhưng mà không có Hashirama. Không có Hashirama là hơi mệt đó nha anh em. Jiraiya Sanin vẫn còn kìa. Madara vẫn còn. Đấy Madara. Ôi sụp nụ. Sụp nụ. Anh em thấy meta hiện giờ cho anh em mang đậm phong cách rất là bay to win. Tóc cao hơn là phải nạp tiền cao hơn rồi anh em. Anh em cứ để ý cái đó là cái tỷ lệ thuận anh em. Ông nào mà tóc cao hơn là tỷ lệ nạp tiền sẽ cao hơn rất là nhiều. Để có cái thứ nhất là chúng ta có album anh em. Bởi vì nạp tiền nó sẽ hay có mấy cái thẻ huyền bí để chúng ta up album. Đó, cái thứ hai nữa là hiện giờ là thêm cái ấn chú nữa anh em. Hiện giờ mấy cái gói nạp mà hiện giờ mấy cái gói nạp á thì nó sẽ có mấy cái ấn chú. Đó nên là bây giờ là cũng khá là đậm chất pay to win. Kia tóc cao hơn rồi nè. Ồ Oruki mình được. Oruki mình tóc cao hơn kìa anh em. Wow. Cứ tưởng Oruki mình tóc thấp hơn anh em. Ai về đâu. Không, nhưng mà cái con Tetsunade ở bên kia tóc cao hơn anh em. Tetsunade bên mình tóc thấp hơn. Nhưng mà nếu mà được kích hoạt được tóc cho Oruki của mình á thì Oruki bên mình lại tóc cao hơn ông Nải Hà rồi anh em. Ghê thiệt. Nó chỉ xê dịch nhau chỉ có vài tóc thôi anh em ơi. Con Onoki mình chắc chỉ hơn con Onoki bên kia tầm cỡ chừng dưới 10 tóc rồi anh em. Dưới 10 tóc à. Đó nhưng mà cỡ đó thôi là đủ quyết định trận đấu rồi ha anh em. Úp. Ây da. Đánh không hầu như bây giờ đánh cho con cho ra là không xi nhê luôn ta. Bữa mình có đánh với lại một ông là có con Onoki nhảy một cái thì team mình cũng quéo luôn anh em. Cho ra nhảy một cái trước nha anh em. Đang chết dần dần. Hiện giờ mình thấy mấy ông này chơi cóc nhiều thế nhờ. Ui.
Quái trướng à. Quên luôn em, hồi nãy giờ đánh toàn win không anh em. Ông Nại Hà là một ông mạnh nha anh em. Để mình coi lại cái đám linh thú coi. Rồi con quỷ cốc này anh em thì nó sẽ tăng nộ anh em. Nó sẽ đồng thời hồi phục 4 nộ cho 4 đồng minh là 63 nộ anh em. Và cũng như là nó sẽ có cơ hội 40% là cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt. Thì con cốc này nói chung là cũng được anh em, nhưng mà cái con Emma này anh em nó tăng sát thương chuẩn cho team chúng ta anh em. Nó gây nếu mà anh em nhớ lúc mà con cho ra nó mới ra đó, thì mình có nói là khi mà con cho ra nó được búp cái sát thương chuẩn anh em, nó nhảy theo phần trăm máu và cũng như là nó có thêm cả sát thương chí mạng với lại chí mạng cao nữa anh em. Nó một cái lượng đam rất là to. Nếu mà nó được búp cái sát thương chuẩn này anh em, hầu như là đánh gần xuyên giáp đối thủ anh em. Nó nhảy một cái thôi team bạn là chỉ có là bay màu anh em đó. Nên là cái con Emma này nếu mà anh em dùng để đi BK đồ các thứ em rất là hợp lý. Còn con này thì mình thấy đâu có gì đâu ta. Một vài trường hợp nó có thể lật kèo thôi anh em. Còn con Emma thì nó là búp thuần đam anh em. Nó búp tới 70%+ sát thương chuẩn nha anh em, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên là nhiều khi con Emma đó là... Ơi duy ngã đất tôn. Nhiều khi con Emma đó là một cái mắt xích rất là lớn để mà chúng ta lật kèo đó anh em. Đó phải chú ý tới cái phần linh thú nữa. Một nhảy... Ôi trời ơi. Ủa ông duy ngã đất tôn này trước mình nhớ mạnh lắm mà ta. Giờ như là chắc là không nạp nữa rồi anh em, chịu không nổi. Có một thời gian anh em bung tiền ra anh em nạp nhiều quá anh em rồi, các cái event sau anh em bị đuối. Cái này là đang nói những ông nào mà bung tiền mà gì bung tay quá hớp anh em, bung tay quá chán đấy. Anh em phải chia tiền ra anh em nạp đều kìa. Còn không thì anh em cứ một tuần anh em nạp cái gói đại chiến dưỡng giả, anh em đắng những mi chen như mình thôi là cũng duy trì được ok rồi anh em. Đợt này cái event tích nạp thì chắc mình không chơi nè, bởi vì cái bảo vật lòng đèn mình bên chỉ huy mình đã có 2 cái rồi, không lẽ bây giờ chơi 1 cái nữa là 3 cái thì nó phí. Đang đợi cái bảo vật khác anh em, ví dụ như là bảo vật của ví dụ như là bảo vật của ai ta, của mấy cái ván lướt á anh em. Mấy cái ván lướt sóng rồi đó. Nhưng mà bảo vật đó thì chắc chưa đâu anh em ơi, vẫn đang còn thương mại hóa cái bảo vật đó khá là nhiều. Nên là mình nghĩ chưa có mở bán đâu. Bây giờ nó đang xả bảo vật lồng đèn đó anh em. Hồi trước bán cái lồng đèn mắc lắm, mình nhớ có thể lên tới hơn 10 triệu luôn anh em. Có thể lên mười mấy triệu một cái bảo vật lồng đèn khi mà nó mới ra anh em. Còn bây giờ thì cũng khá là dễ lấy rồi, nhiều khi anh em có thể lấy được ri luôn á. Nhưng mà cái này thì dựa theo nhân phẩm thôi. Ui, ở bên kia chói dữ vậy. Ok, vòng quá. Mấy ông này thì yếu rồi nè, mấy ông này thì yếu rồi. Đây, đánh mấy ông dưới này mới mạnh anh em. Mình nhớ có một ông là con Onoki ở bên kia. Tệ lắm là cũng phải cầm cái thỏ ngọc hay gì đó anh em. Có cả sát thương chuẩn á. Tiểu cũ nè, ông này nè. Đây, sát thương chuẩn nè anh em. Quất một cái một, Onoki bên kia quất một cái một thì bên mình quay màu anh em. Chưa kể quỷ đào nữa kìa. Đó, nè, này qua nè. Trời ơi là trời, đánh vậy sao đánh lại ta. Đây, bay màu nè. Chưa anh em. Mấy ông này thì thôi nói gì nữa anh em. Họ là gọi là S-VIP đó anh em. Rất là đánh, rất là ghê. Mình thì nạp tiền không lại anh em nữa là không có đó, đi BK lại được ha. Bây giờ đối với lại một người nạp ít tiền hơn, khó có thể nào lật kèo lắm anh em. Con cho... Con cho ra nó nhảy một cái bên kia, bên mình bay màu luôn anh em. Phải chửi ngờ bên kia kia. Ôi ôi, bất tử hết luôn rồi. Mà con đào là một con gọi là cách biệt giữa người giàu với lại người nghèo quá đấy nhỉ. Ok, thua ha anh em, thua rồi. Dạo gần đây mình thấy cái anh em bỏ game bên huyền thoại hải tặc huyền thoại những giả này khá là nhiều anh em. Bỏ khá là nhiều. Mình nhìn cái lượng view mình biết mà anh em, nên là không biết là anh em còn mặn mà không anh em. Bây giờ không lẽ giờ mình đổi game anh em nhờ, đổi qua game bên Dragon Ball. Đổi qua game Dragon Ball anh em thấy sao anh em? Học viện độc thân rồi đợt này nó ra Dragon Ball khá là nhiều luôn anh em.
dạng như nó có cái chào lưu chiến hay sao đó anh em. Rồi ở bên phân pháp chuẩn bị có cũng có Dragon Ball. Rồi ở bên Gosu thì cũng mới ra cái học viện đồng thần, nhưng mà cái màn hình dọc mà lại không thích nha anh em, không thích chơi màn hình dọc. Nếu mà nó màn hình ngang là mình đã chơi rồi anh em, nhưng mà màn hình dọc thì nó hơi là củ chuối xíu. Biết rằng là nó ok đó em, đồ họa ok đó, nhưng mà thực sự ra thì không có thích game mà màn hình dọc cho lắm anh em. Rồi ok ha anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Ngày mai có event mới thì mình sẽ review, và cũng như là trưa mai mình sẽ có một cái clip gì ta quay anh em, quay chúng kẹt của Su ấy, anh em nhớ theo dõi kênh nha. Ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho like, theo dõi kênh nha, này có rất nhiều nha.